Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 66 sách giáo khoa bài 6 Giáo dục công dân 12. Câu 1: Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong hiến pháp? Gợi ý trả lời: Quyền tự do cơ bản của công dân là chế định pháp lý cơ bản của luật hiến pháp, xác định địa vị pháp lý của công dân trong mối quan hệ với nhà nước và xã hội là cơ sở để xác định các quyền và nghĩa vụ của công dân ở mọi cấp độ và trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong hiến pháp là vì hiến pháp là luật cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, mọi văn bản luật khác đều được ban hành dựa trên hiến pháp, không được trái với hiến pháp. Các quyền tự do cơ bản của công dân là những quyền quan trọng nhất, không thể tách rời đối với mỗi cá nhân, quy định mối quan hệ cơ bản giữa nhà nước và công dân tạo điều kiện cho công dân được tôn trọng, bảo vệ và được phát triển toàn diện. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 66 sách giáo khoa Bài 6 Giáo dục công dân 12, câu 2. Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm. Gợi ý trả lời. Ví dụ, ông A mất xe máy và khẩn cấp trình báo với công an phường. Trong việc này, ông A khẳng định anh B là người lấy cắp dựa vào lời khai báo của ông a công an phường ngay lập tức bắt giam anh b việc làm của công an phường là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân bởi vì công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là không ai bị bắt nếu không có quyết định của tòa án quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát trừ trường hợp phạm tội quả tang trong trường hợp này công an phường bắt anh b khi mới chỉ có lời khai từ phía ông a là nghi ngờ không có căn cứ chứ không có quyết định của tòa án, cũng không có quyết định hoặc không có sự phê chuẩn của viện kiểm sát, cũng không phải là trường hợp bắt được quả tang anh B đang ăn trộm xe của anh A. Như vậy, đây là hành vi xâm phạm về thân thể của công dân, là hành vi trái pháp luật và phải bị xử lý nghiêm minh. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 66 sách giáo khoa bài 6 Giáo dục công dân 12, câu 3. Theo em, có phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người không? vì sao? Gợi ý trả lời, không phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người, bởi vì không một ai, dù ở cương vị nào, có quyền tự ý bắt và giam giữ người vì những lý do không chính đáng hoặc do nghi ngờ không có căn cứ. Tự thiện bắt và giam giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là hành vi trái pháp luật. Trong một số trường hợp cần thiết phải bắt, giam giữ người để giữ gìn trật tự an ninh để điều tra tội phạm, để ngăn chặn tội phạm thì những cán bộ nhà nước có thẩm quyền thuộc cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án và một số cơ quan khác được quyền bắt và giam giữ người nhưng phải theo đúng trình tự và thủ tục do pháp luật quy định. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 66 sách giáo khoa bài 6 Giáo dục công dân 12. Câu 4: Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân? Nêu ví dụ. Gợi ý trả lời. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân, đó là công dân có quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, được bảo vệ danh dự và nhân phẩm, không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác. Như vậy, không ai được đánh người, đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích, làm tổn hại cho sức khỏe của người khác, nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác như giết người, đe dọa giết người, làm chết người. Bất kỳ ai dù ở cương vị nào cũng đều không có quyền xâm phạm đến nhân phẩm, làm thiệt hại đến danh dự và uy tín của người khác. Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của công dân đều vừa trái với đạo đức xã hội, vừa vi phạm pháp luật, phải bị xử lý theo pháp luật. Ví dụ, hai bạn A và B chơi với nhau nhưng do có hiểu lầm nên đã cãi nhau dẫn đến xô xát. Do thiếu kiềm chế, bạn A đã đẩy bạn B làm bạn B ngã và bị gãy tay, buộc phải vào viện điều trị và để lại thương tật. Trong trường hợp này, bạn A đã xâm phạm tới thân thể, sức khỏe của bạn B, vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân. Bạn A vì ghen ghét bạn B nên đã tung tin xấu về bạn B có liên quan đến việc mất tiền của một bạn ở lớp. Hành vi của bạn A đã xâm phạm tới danh dự và nhân phẩm của công dân. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 66 sách giáo khoa bài 6 giáo dục công dân 12. Câu 5. Em hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? Gợi ý trả lời. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là chỗ ở của công dân được nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người. Trong trường hợp này thì việc khám xét cũng không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo đúng trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 66 sách giáo khoa bài 6 giáo dục công dân 12 câu 6 Em hãy nêu ví dụ và chứng minh rằng công dân có quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính, điện thoại, điện tính. Gợi ý trả lời, ví dụ, năm 2014, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự số 158 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên máy tính, mạng viễn thông, mạng internet theo điều 226 Bộ luật hình sự xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Việt Hồng, trụ sở tại phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định từ tháng 6 năm 2013, Nguyễn Việt Hùng đã chỉ đạo Lê Thanh Lâm Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Kiều, Lê Sĩ Phản, xây dựng và phát triển cung cấp phần mềm có chức năng giám sát điện thoại, có tên gọi là Tracker. Phần mềm này, nếu được cài đặt vào điện thoại di động, chạy ngầm trên hệ điều hành Android, sẽ thực hiện các chức năng giám sát như đọc tin nhắn, nghe nội dung các cuộc trò chuyện, lấy danh bạ vân vân. Theo thống kê, kể từ khi cung cấp gói phần mềm trên, đã có 14.140 tài khoản từng sử dụng phần mềm Tracker trong đó số lượng tài khoản hiện vẫn còn lưu trong máy chủ của công ty Việt Hồng là 7.447 tài khoản. Cơ quan công an thấy trong vụ án của công ty Việt Hồng có hai nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là nhóm có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet. Nhóm này có bốn đối tượng bị khởi tố. Nhóm thứ hai là các đối tượng đã thuê công ty Việt Hồng sử dụng phần mềm tracker để giám sát máy điện thoại và đời tư của người khác có dấu hiệu phạm tội, xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tính, điện thoại, điện tính của người khác. Theo Điều 125 Bộ Luật Hình Sự, đối với nhóm tội phạm này, Công an thành phố đang nghiên cứu, xem xét để xử lý. Như vậy, công dân có quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính, điện thoại, điện tính và tất cả những trường hợp xâm phạm quyền trái với quy định của pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 66 sách giáo khoa bài 6 giáo dục công dân 12 câu 7 hãy cho biết học sinh trung học phổ thông có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào. Gợi ý trả lời, thực hiện quyền tự do ngôn luận trong nhà trường, lớp học bằng cách trực tiếp phát biểu ý kiến trong giờ học, thảo luận tại lớp, phát biểu trong giờ sinh hoạt lớp, đóng góp ý kiến với giáo viên, ban giám hiệu trường, vân vân nhằm xây dựng trường học, môi trường giáo dục trở nên tốt hơn. Ngoài ra, cũng có thể góp ý qua hòm thư góp ý của nhà trường. Gửi bài đăng báo, trong đó bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình, về những vấn đề trong cuộc sống để ủng hộ cái đúng, cái tốt, phê phán và phản đối cái sai, cái xấu. Đóng góp ý kiến khi được trưng cầu ý kiến về những vấn đề liên quan đến cuộc sống của bản thân, những vấn đề mình quan tâm cho các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 66 sách giáo khoa bài 6 Giáo dục công dân 12, câu 8. Bằng kiến thức đã được học và qua thực tế cuộc sống, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân. Gợi ý trả lời: Nhà nước xây dựng và ban hành một hệ thống pháp luật bao gồm hiến pháp, bộ luật tố tụng hình sự, bộ luật hình sự. Trong đó có các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước đảm bảo cho công dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do cơ bản mà hiến pháp và luật quy định. Thông qua pháp luật, nhà nước xử lý, trừng trị nghiêm khắc những hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm thô bạo đến các quyền tự do cơ bản của công dân. Bộ luật hình sự đã có một số điều quy định trừng trị các tội xâm phạm đến quyền tự do cơ bản của công dân như tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, tội vu khống, tội xâm phạm chỗ ở của công dân, tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tính, điện thoại điện tính của người khác, tội bức cung, vân vân. Nhà nước tổ chức xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật, bao gồm công an, viện kiểm sát, tòa án các cấp từ trung ương đến địa phương, thực hiện chức năng điều tra, truy tố, xét xử để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân, bảo vệ cuộc sống yên lành của mọi người dân. Các cơ quan trên đây thực hiện chức năng bảo vệ pháp luật có quyền tiến hành điều tra, truy tố, xét xử theo những trình tự thủ tục do pháp luật quy định theo nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thường xuyên kiểm tra, xem xét những biện pháp được áp dụng đã hợp pháp và cần thiết chưa. Nếu xem xét thấy có vi phạm pháp luật hoặc không còn cần thiết nữa thì phải kịp thời hủy bỏ hoặc thay đổi những biện pháp đó. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 66 sách giáo khoa, bài 6, giáo dục công dân 12, câu 9. Do có chuyện hiểu lầm nhau nên H và T đã cãi nhau to tiếng và sâu sắc nhẹ. Khi đó, có mấy người cùng thôn đã tới xem và chia thành hai phe cổ vũ cho hai bên. Ông trưởng công an xã biết chuyện này nên đã cho người đến bắt T và H về trụ sở ủy ban, trói tay và giam trong phòng kính 13 giờ liền mà không có quyết định bằng văn bản. Trong thời gian bị bắt giữ, T và H không được tiếp xúc với gia đình và không được ăn. Vì quá căng thẳng trong thời gian bị giam giữ, nên sau khi được thả ra, cả hai người đều bị ốm. Hỏi, hành vi giam người của trưởng công an xã có bị coi là trái pháp luật không? Hãy giải thích vì sao gợi ý trả lời hành vi giam người của ông trưởng công an xã bị coi là trái pháp luật xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe danh dự và nhân phẩm của công dân bởi vì trường hợp của h và t chưa đến mức phải bắt giam bắt giam người nhưng không có quyết định bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền không cho phép tiếp xúc với gia đình không cho người bị giam ăn làm tổn hại đến sức khỏe của họ Gợi ý trả lời câu hỏi trang 66 sách giáo khoa, bài 6 giáo dục công dân 12. Câu 10. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là Câu A. Trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt. Câu B. Công an có thể bắt người nếu nghi là tội phạm. Câu C. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của tòa án. Câu D. Chỉ được bắt người khi có lệnh bắt người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Câu E. Chỉ được bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang. Câu F. Việc bắt người phải theo quy định của pháp luật. Câu G. Người đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì ai cũng có quyền bắt. Gợi ý trả lời. Chọn đáp án F và G. Tức là việc bắt người phải theo quy định của pháp luật và người đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì ai cũng có quyền bắt. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 66 sách giáo khoa bài 6 Giáo dục công dân 12 Câu 11 Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là Câu A Trong mọi trường hợp, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý Câu B Chỉ được khám xét chỗ ở của một người khi được pháp luật cho phép và phải có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Câu C Công an có quyền khám chỗ ở của một người khi có dấu hiệu nghi vấn ở nơi đó có phương tiện, công cụ thực hiện tội phạm. Câu D. Việc khám xét chỗ ở phải theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Câu E. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. Gợi ý trả lời. Chọn đáp án D và E. Tức là việc khám xét chỗ ở phải theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Và không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 66 sách giáo khoa bài 6 Giáo dục công dân 12. Câu 12. Đánh dấu X vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây. Gợi ý trả lời. 1. Hành vi đặt điều nói xấu, vu cáo người khác là vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 2. Hành vi đánh người gây thương tích là vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe. 3. Hành vi công an bắt giam người vì nghi là lấy trộm xe máy là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 4. Hành vi đi xe máy gây tai nạn cho người khác là vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe. 5. Hành vi giam giữ người quá thời hạn quy định là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 6. Hành vi xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. 7. Hành vi tự ý bóc thư của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính điện thoại điện tính. 8. Hành vi nghe trộm điện thoại của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính điện thoại điện tính. 9. Hành vi tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm